Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong video trước các bạn đã được biết uh, bà Dung mẹ của Sinh Viên Hùng sẽ có mặt ở tại Canada trong một ngày gần đây. Đến cho đến giờ phút này mình vẫn không biết được rằng uh, bà Dung hôm nào sẽ có mặt ở Canada, nhưng chắc chắn là biết rằng là uh, tất cả mọi thủ tục đã xong xuôi rồi và rất là nhanh thôi bà Dung sẽ có mặt ở bên này trong cái chuyến đi này thì bà dung gọi đây là một cái sứ mệnh mà uh, mà bà được giao phó có nghĩa đây là một cái sứ mệnh rất là quan trọng bà ấy cũng thẳng thắn chia sẻ rằng có thể bà ấy chẳng sống được lâu nữa cho nên là trong cuộc đời của bà thì bà phải làm một cái việc gì đó có ích cho chồng cho con có nghĩa làm sao đó bà phải mang được Uh, lấy được vợ cho Hùng Và một người con dâu thật tốt Theo như mong mỏi của gia đình Có nghĩa là một con dâu có phúc có đức Và theo như cách nhận xét của bà Dung Thì uh, Ngân là một người con dâu hoàn hảo uh, Bởi vì uh, Biết đối nhân xử thế này Biết cư xử với mọi người Và không bao giờ kêu ca phàn nàn Nó khác hẳn với Tám Trang Ví dụ như lấy được một người con gái như Tám Trang Thì gia đình lúc nào cũng sống trong cái lỗi lo sợ Không có hạnh phúc còn với Ngân, một vợ, một người mà phụ nữ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhất là bây giờ đã có con, có cháu nội rồi, thì nó rất là ok. À, bà Dung còn lấy cái câu nói ra về cái chuyện là lấy vợ già vợ trẻ Như là lấy phúc, có phúc thì lấy được vợ già Sạch sẽ cửa nhà, lại ngọt cơm canh Còn vô phúc thì lấy phải trẻ danh Nó ăn, nó bỏ, tan tành rồi nó đi không biết rằng cái sứ mệnh của bà Dung có thực hiện được hay không nhưng uh, bà Dung đã nói rằng trong cái cuộc đời phần còn lại cuộc đời của bà trước khi bà chết có thể là cái căn bệnh của bà sẽ không thể vượt qua được nhưng trước khi bà chết thì bà phải lấy làm sao đó Ngân phải là con dâu của nhà mình và Hùng phải làm tròn cái trách nhiệm đó và chính trong 3 tháng 10 ngày có nghĩa là 100 ngày khi bà sang đến Canada là khi đó là cu nhẫn uh, đã cứng cát rồi thì bà muốn cái nguyện vọng của mình là đưa ngân trở về việt nam thực hiện cái ước mơ mà trước đây uh, ngân đã định muốn về việt nam rồi nhưng vì cái vấn đề mà đợt đó ngân bị động thai không thể trở về được và lần này thì bà muốn làm sao chóc cánh cho cái ước mơ của ngân trở thành sự thực có nghĩa là ngân sẽ trở về hải phòng ở đây thì bà Dung cũng nói lên cái vấn đề rằng là bây giờ có rất nhiều người ở bên nước ngoài người ta trở về Việt Nam kinh doanh rồi sống ở Việt Nam người ta không cần phải sống bên nước ngoài nữa. Bởi vì sao? Bởi vì dù sao chẳng nữa cái thời tiết ở bên châu Mỹ, châu Âu nó không phù hợp với người Việt Nam chúng ta. Và khi một khi có tiền mà ở Việt Nam thì, thì sống kiểu gì cũng được, kinh doanh kiểu gì cũng được, ờ, còn sướng hơn ở nước ngoài rất nhiều thì trong đoạn này thì mình uh, thấy rằng là bà giúp nói cũng có những cái đúng bởi vì thực sự ra có những người uh, khi người ta sống ở phần cuối đời người ta không thích ở bên nước ngoài đâu các bạn. Bởi vì ở bên nước ngoài là nó rất buồn, đó nhất là những người có tuổi, nhất là trong tình trạng của ngân nữa, tức là ngân không có nhiều anh em bạn bè, uh, đặc biệt là người thân là ngân không có ở bên nước ngoài. Uh, có tuổi rồi là cái thứ hai và cái thứ, cái thứ yếu quan trọng nhất chính là có tiền khi có tiền về việt nam thì chẳng thiếu gì cái cách kinh doanh đúng không ạ mà chẳng cần kinh doanh gì ở việt nam mà cái số tiền như của ngân mà vứt tiền lãi thì một tháng hưởng hàng không biết là bao nhiêu tiền để mà sinh sống rồi còn ở bên nước ngoài mình nói với các bạn nghe số tiền của ngân ấy mà vứt vào ngân hàng để hưởng tiền lãi nó không đáng kể các bạn bởi vì ở bên này người ta uh, cho vào ngân hàng thì cái tiền đó cứ như là cho không ngân hàng vậy đức ý của mình muốn nói rằng cái lãi suất nó rất là thấp nó không được mấy cái đồng bạc à nhưng ở bên việt nam thì đúng là lãi suất ngân hàng nó cao hơn rất nhiều so với bên canada đây là do cái sự tìm hiểu của mình thôi còn chính thức mình không có tiền cho vay cho mượn gì ở ngân hàng mình cũng không hiểu nhiều nhưng mà có rất nhiều người ở đây sống mấy chục năm người ta nói vậy thì mình tin điều đó là đúng cái thứ hai thì ở đây cái vấn đề là mình quan trọng nhất là có ba người đó là ngân hùng và ông linh thì trong vấn đề của ngân thì rõ ràng là ngân không tiết lộ điều gì rồi À, không biết rằng ý của Ngân như thế nào khi mà bà Dung sang bên này ấy và cái thứ hai là không biết rằng Ngân sẽ đồng ý về Việt Nam hay không bởi trước kia thì các bạn thấy rằng Ngân hừng hực muốn về đúng không ạ bởi vì Ngân muốn về mà cái thời kỳ mà uh, trước cái lúc bị động thai đó muốn về rồi sau bắt đầu uh, uh, xây dựng khách sạn nữa đúng không ạ có rất nhiều ý tưởng cái đợt đó nhưng mà bị động thai thành ra là cái điều đó không được không được thực hiện cái vấn đề thứ hai là không biết là ý của sinh viên hùng như thế nào Cậu ta hiện nay đã được nhận vào một công ty rất lớn Gọi là một công ty marketing Mà cách nhà theo như mình biết khoảng uh, 25 km Vâng Nếu cậu ta đi xe uh, Đi xe bíp là cũng lâu đấy Nhưng mà rất may mắn là cái ông giám đốc bạn của thầy giáo tân thì lại ở rất là gần ngay nhà và buổi sáng khi mà ông đi làm việc thì có lái xe có cái người lái xe riêng đưa ông đi và sinh viên hùng thì được ké cửa đi cùng bởi vì làm việc cùng một cơ quan nằm dưới quyền của ông ấy đúng ạ đây là cái điều rất là thuận lợi cho sinh viên hùng và cậu ta đang tập trung cái chuyện học hành ở đây cái chuyện làm việc nó chỉ là một lý nẽ để mà làm sao lấy cái thực tế để mà qua cái thực tế đó để làm luận văn để có thể lấy được cái bằng cử nhân tốt nhất thì cậu ta đang tập trung cho cái việc học hành đó thì không thể hiểu ý được của sinh viên Hùng như nào nhưng chúng ta biết rằng trước đó thì Hùng không muốn cho mẹ mình sang đúng không ạ nhưng cậu này thì có một cái đặc tính theo như mình biết là cậu ta uh, rất là thương mẹ của mình thương đến mức độ uh, đó thì ai cũng vậy thôi là cha của là mẹ của mình thì dù người cha người, người mẹ đó ra sao đi chăng nữa thì con cái vẫn là phải thương yêu đúng không ạ còn trong phía của ông Linh thì mình chỉ biết rằng ông Linh nói một câu rất đơn giản. Ông Linh khi mà nghe tin vợ đã quyết định bằng các kiểu để đi xăm này thì ông Linh chỉ nói một câu là uh, tôi thì tôi không thể là can thiệp được trong cái chuyện này nhưng mà nếu bà ấy sang cố tình xăm này thì tôi có cái cách thức riêng của tôi. Có nghĩa là ông Linh ông có cái cách gì đó mà mình không hiểu. Đấy. Ở đây thì mình ông ấy không nói ra và không và mình không hiểu là suy không thể suy đoán được là ông Linh có cái cách thức như thế nào đó ở đây là cách thức gì đối với vợ của mình khi mà người ta muốn là chỉ phục vụ cho chồng cho con của mình tốt thôi đúng không ạ? cho nên là mình nghĩ rằng ông Linh dù có cách gì chăng nữa thì cũng chẳng ngăn cản được bà Dung bởi vì trong tất cả các chuyện câu chuyện của bà sang đây mục đích chỉ là tốt muốn tốt cho chồng cho con thôi chứ đâu phải là bà ấy tuyên bố rồi có thể bà chẳng sống được bao lâu nữa thì có phải để cho bà ấy đâu đúng không ạ? Vâng thưa quý vị và các bạn trong mấy ngày nay cái câu chuyện bà Dung sang đến Canada nó đã dục dịch rồi. <laughs> thực sự ra không biết tại sao mà mọi người khi nghe câu chuyện này rất hoàng sợ mình thì cảm thấy rằng là uh, nó rất là bình thường thôi bởi vì mình ở đây mình có tin một cái vấn đề khác nữa uh, có thể mọi người sẽ không nhìn ra nhưng bà Dung thì coi trong câu chuyện khi sang đây thì cái đối thủ lặng ký nhất của bà Dung chính là bác sĩ Trần và Tám Trang trên là bà Dung đã có kế hoạch của bà ấy tất nhiên là con người của bà Dung nó không phải là con người kín đáo các bạn biết đó đúng không ạ cái con người này thì nó cũng giống như mình tức là bồm 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 cứ có chuyện gì nói hết cho thiên hạ biết đấy tức là cũng mẹ và sinh viên đồng theo mình suy đoán cũng là kiểu như là ruột đẻ ngoài ra có chuyện gì là tuyên bố luôn không có ngại ngùng gì thiên hạ cả không cần phải giấu giếm gì cả có nghĩa là cái tính cách này á, là giống mình mình ở đây là nói thật với các bạn là mình có chuyện gì mà nếu mà nó đúng á, mình cảm thấy đúng thì mình chẳng có ngại gì thiên hạ cả mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn Tất nhiên là những chuyện gì sai thì mình sẽ không bao giờ làm. Nhưng mình thấy rằng câu chuyện này đúng, sống có đạo đức làm người, nó có lý, có tình thì mình sẵn sàng chia sẻ. Không cần phải giấu giếm với ai. À, còn thì được thua rồi cái gì cái gì thì do ông trời chứ còn thì đâu phải là do do lòng người muốn được là được đâu. Chứ thì khi nghe câu chuyện này có rất nhiều bạn đã bức xúc và lo ngại khi bà dung đến đây thì câu chuyện tình nó sẽ be bét và người đáng thương tâm nhất trong câu chuyện này chính là gia đình nhà nhà ông năm trong khi đó người phải chịu khổ nhất có lẽ chính là tám trang thì trong khi đó một bạn tên là nga phạm đã viết cho mình một lá thư và bạn ấy uh, muốn rằng mong muốn rằng mình sẽ chuyển lá thư này cho thầy giáo tân và ông bà lâm và mình sẽ uh, chuyển tiếp cái lá thư này bạn nga phạm yên tâm rằng là lá thư này sẽ đến tay thầy giáo tân và ông bà lâm bạn nhé và sau đây mình đọc toàn bộ cái nội dung lá thư của bạn nga phạm nghe tin bà dung sẽ sang canada mà tôi thấy thoát tim nên tôi vội gửi vài tin nhắn này đến ông bà lâm và thầy giáo tân nếu có thể, thầy giáo Tân nên nhanh chóng sắp xếp đưa cả gia đình ông bà Lâm và Tám Trang di chuyển đến một nơi khác, bảo đảm an toàn, không để cho bà Dung đến quậy phá, làm chạm đến lòng tự trọng của ông bà Lâm, cũng như có thể làm cho bệnh của Tám Trang trầm trọng thêm. Nếu có thể thì ông bà Lâm và Tám Trang không lên và cũng không cần thiết gặp gỡ bà Dung. Bà Dung là một con người thô tục, kém hiểu biết không biết điều, chỉ biết quyền lợi và tiền bạc cho mình, tốt nhất nên tránh xa để tránh phiền phức. Đồng thời nhân dịp mùa hè đến, thời tiết tốt, thầy giáo Tân có thể sắp xếp cho gia đình tám trang và cha mẹ của thầy uh, đi chơi chung một chuyến du lịch để cả hai gia đình quan sát coi thái độ của tám trang và Tân ra sao. Trang có quên hùng được hay không? Với thái độ và bản tính của bà Dung, từ bây giờ tôi sẽ không ủng hộ Tám Trang đến với Hùng nữa, mặc dù tôi cũng rất thương cho cháu Hùng. Tôi rất sợ với tính khí ngang tàng của bà Dung, bà sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ông bà Lâm và có thể làm bệnh của Tám Trang gia tăng trầm trọng thêm. Tận dụng cơ hội này, trong thời gian bà Dung ở Canada, thầy giáo Tân nên thử làm một bài toán khi Hùng không nuôi tới và cũng không lên nuôi tới để gặp Tám Trang, ít nhất cũng phải 3 tháng để xem Tám Trang có nhớ và nhắc tới Hùng hay không. Và tôi cũng hy vọng cháu Hùng vì tình yêu với Tám Trang và tình hình thực tế như hiện nay hãy tạm thời xa rời Tám Trang trong vài tháng khi bà Dung có mặt tại Canada. Hãy để Thầy Tân có cơ hội kiểm nghiệm tình cảm của Tám Trang với Thầy Tân ra sao, để xem khi không có Hùng, bệnh của Tám Trang có nặng thêm hay giảm bớt đi từ từ. Với tình yêu và tấm lòng bao dung, tha thứ cho mọi sai trái của Tám Trang trong quá khứ, Thầy Tân đã không màng đến sự trinh tiết, đã bỏ qua tất cả, vẫn mong muốn bao bọc, chăm sóc cho Tám Trang trọn đời, một người đàn ông quá tuyệt vời tôi rất mong hai cháu Trang và Tân sẽ vượt qua được tất cả những chuyện quá khứ đến với nhau yêu thương nhau và sẽ có một tương lai thật hạnh phúc cầu mong cho ông bà Lâm có được một chàng rể quý như thầy giáo Tân cầu chúc cho ba con anh Thuyết luôn mạnh khỏe hạnh phúc và hai cháu luôn ngoan ngoãn học giỏi nga phạm vâng xin cảm ơn bạn nga phạm rất rất nhiều à, thật sự ra đây là một ý tưởng rất hay mà không phải ai cũng nghĩ ra được trong câu chuyện này mình cảm thấy rất là vui khi mà bạn nga phạm đã đưa ra một cái uh, một cái bài toán thử nghiệm hay gọi là một cái kế hoạch cũng được Đấy, bởi vì uh, nếu trong cuộc đời này chúng ta muốn thành công một cái điều gì đó thì chúng ta có phải có thể là phải lên một cái kế hoạch rõ ràng đúng không ạ ví dụ như là người ta uh, làm chủ gia đình người ta sẽ phải lên một kế hoạch ăn ăn uống chi tiêu trong gia đình là trong mỗi tháng là hết bao nhiêu à, chẳng hạn như trong năm này thì, thì sẽ đi du lịch ở đất nước nào và từng đó là hết bao tiền một năm làm được ra bao tiền và người ta kế hoạch chi tiêu như vậy và trong một năm người ta có thể để dư ra được ba tiền ví dụ đó là như vậy thì một người mà biết no tính như vậy thì trong gia đình nó sẽ ok đúng không ạ cũng không khác gì bạn nga phạm đưa ra một cái kế hoạch rằng là bài toán thử nghiệm để xem 8 à, trang à, tức là có như thế nào à, tám trang có còn yêu sinh viên hùng không nếu sinh viên hùng xa cách mình 3 tháng thì xem cô gái này có nhắc tới sinh viên hùng nhiều hay không hay là à, cái tình cảm của cô gái này đã coi như là dành cho hết thầy giáo tân rồi đây là một bài toán kiểm nghiệm mình thấy rất là ok vấn đề ở đây là làm sao à, theo mình nghĩ là phải có tiếng nói chung giữa thầy giáo tân à, với lại sinh viên hùng trong đó lại có cả cha mẹ tám trang nữa đúng không ạ bởi vì tất cả phải bàn nhau để làm sao đó không có sự hiểu lầm đúng không ạ? Bởi vì mình mình biết rằng thầy giáo Tân và Hùng Hùng vẫn có cái sự ganh tị với thầy giáo Tân. Ở đây nói từ ganh tị có thể là không chính xác, nhưng mà người ta gọi là trong tình yêu có cái sự ghen tuông đó. Cái điều này thì mình nghĩ rằng nó không phải xấu đúng không ạ? Bởi vì khi người ta yêu thì người ta mới ghen. Mà Hùng và Tám Trang thì có một cái tình yêu rất là đẹp và ai cũng biết rằng là tình yêu của họ đã phải trả giá bằng những cái giá rất đắt đỏ rồi bằng cả những đứa con của họ bằng cả những cái mạng sống của chính cả tám trang nữa đúng không à. ạ trên là cái mối tình này không phải đơn thuần trên là ở đây cái vấn đề là thầy giáo tân và hùng có được chung một cái tiếng nói hay không nếu chung được cùng chung một tiếng nói thì rất là ok nếu hùng là người thông thoáng chẳng hạn như là biết rằng là yêu một người thì phải dành tình yêu hy sinh cho người đó thì hùng có thể là ok với thầy giáo tân đấy còn theo mình nghĩ rằng nếu bàn câu chuyện này với thầy giáo tân thì chắc khả năng là thầy giáo tân sẽ rất ok thôi đúng không ạ bởi vì cái gì cũng phải thử thách nhưng chúng ta phải đợi chờ xem bởi vì đây là một cái ý tưởng rất hay mà mình chưa thể là nói chuyện trực tiếp với thầy giáo tân với hùng hoặc là với cha mẹ của tám trang được trong câu chuyện này các bạn nhớ rằng trong lá thư trước trong cái video đầu tiên nữa các bạn biết rằng uh, một bác tên là Nguyễn Quốc Sáng đến từ thành phố Hải Phòng. Bác ấy dành từng tình thương yêu rất nhiều cho cha mẹ của Tám Trang và cả Tám Trang nữa. Bác ấy cũng đã từng tuyên bố rằng nếu mà bác ấy là người thân của gia đình nhà Tám Trang chắc chắn là bác ấy sẽ sang ngay Canada lập tức để giúp đỡ gia đình nhà ông bà Lâm. Bởi vì thật sự ra uh, chính ông bà Lâm mới là người thân cô thế cô. Ở đây các bạn thấy không ạ? Ngân cũng, cũng là một người mà nhiều người nói rằng chính Ngân là người thân cô thế cô nhưng các bạn thấy đó Ngân thì nó có cái điểm mạnh là có cái điểm mạnh là tiền nhiều một người thân khô thế khô mà không có tiền bạc trong tay tất cả mọi chuyện đều bị phụ thuộc thì người ta mới khổ ông bà Lâm bây giờ thì đi làm còn không đi làm được ông Lâm đi làm tắc bụt tắc bụt à, làm được một hai hôm thì lại coi như tới con cái như nọ như kia lại phải nghỉ đúng không ạ trong khi đó thì coi như bà lâm thì không dám rời xa tám trang rồi à, trong khi đó thì hai ông bà đều không biết tiếng anh tiếng em quen biết thì chẳng có ai là thân quen ở đây trong khi đó thì con mình lại bị bệnh cái vấn đề ở đây nó lại là vấn đề đó và tất cả đều phải nhờ cái sự trông cậy từ bác sĩ trần trên ở đây là uh, trong cái chuyện mà mà ông à, mà mẹ của Tám Trang là bà Lâm đã cãi nhau cùng người chú chú của Quân đấy chú ruột của Quân thì mình nghĩ cũng đúng thôi bởi vì uh, ông bà Lâm hưởng quá nhiều ưu đãi từ bác sĩ Trần đúng không ạ gia đình họ hưởng quá nhiều cái sự yêu ái của bác sĩ Trần nên bảo phải bảo vệ bác sĩ Trần là đúng và trong cái thế này bây giờ chỉ có nói đúng ra chỉ có mỗi bác sĩ Trần là người có thể giúp được uh, cha mẹ của Tám Trang và bản thân Tám Trang thôi đúng không ạ bác sĩ trần thì theo mình thấy uh, trước đây có rất nhiều người phản đối nhưng bây giờ thì bằng cái sự phản đối đó thì nhiều người lại quay ra ủng hộ bác sĩ trần uh, trong một cái câu chuyện như ngày hôm trước nữa các bạn thấy bác sĩ trần rất là thương yêu tám trang đã gọi điện cho ngân muốn ngân uh, nói chuyện với tám trang qua điện thoại rồi cho tám trang xem mặt bé nhẫn để mà tám trang đỡ căn bệnh đi nhưng ngân đã gạt bỏ tất cả mọi cái đi và ở đây thì mình thấy rằng là Ờ, bà dung đã hiểu chuyện này sang chuyện khác nghĩ rằng là bác sĩ trần muốn 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 tám trang uh, dùng cái vía của mình là hai cái mạng nó khác nhau để mà coi như là làm hại đứa bé nhưng thực chất ra bác sĩ trần chỉ muốn là để cho tám trang đầu óc nó thoải mái để không bị phát bệnh đây theo mình nghĩ là chính bác sĩ trần là người bác sĩ tâm lý trên là bác sĩ đọc được suy nghĩ của tám trang và đó chính là cái cách chữa bệnh của bác sĩ trần chứ mình không có cái ý gì để mà gọi là hại là bé nhẫn cả đấy nhưng mà cách nhìn của bà Dung khác và cách nhìn của Ngân thì khác Ngân thì không nói ra mồm bất cứ câu gì ngay cả lúc tám trang ném đứa con của mình lên trời Ngân cũng chỉ kêu gào lên và khóc lóc thôi chứ Ngân không dám uh, Ngân không mắng chửi gì tám trang cả nếu như người mẹ khác thì chắc chắn là Ngân sẽ chửi tám trang rồi đúng không ạ mình chắc chắn là người đàn bà khác người ta sẽ chửi nhưng mà Ngân là một người mình thấy nó là tuyệt vời ở cái chỗ là biết đối nhân xử thế và không bao giờ tuôn ra những cái lời nói vội vàng bởi vì ngân là người rất là chín chắn cũng như là bạn uh, thiên nga trần đã nói đấy đàn bà đủ đủ độ chín thì là như thế nào mà mình cảm thấy ngân đã đủ độ chín rồi đó đến mức độ như vậy mà không mắng chửi tám trang thì biết rằng là người ta biết kìm nén bản thân mình rồi đúng không ạ đấy trên là ở đây là uh, tại sao mà ngân được hưởng phúc ra như vậy tại sao mà có nhiều tiền giàu có là như vậy bởi vì những cái tính cách đó có thể là giúp cho ngân trở thành người giàu có đây là cái mà ông trời là cho Ngân bởi vì Ngân là con người như vậy. Ai cũng biết rằng trong câu chuyện tình tay ba giữa Hùng, Ngân và Tám Trang thì Ngân chiếm ưu thế rất nhiều đúng không ạ? Là ưu thế ở cái gì? Ở cái thứ nhất là có tiền, cái thứ hai là có tuổi, cái tính cách nó chín chắn, đấy, nó hơn người ở chỗ đó và cái thứ ba là có tiền. Đây, đây là những cái điểm mạnh của Ngân. Trong khi đó Ngân chỉ có mỗi một điểm yếu thôi, À có một điểm khác nữa mà ngân mạnh hơn tám trang nhiều nữa, có nghĩa là có đứa con với hùng rồi. Đây là cái yếu tố chính đúng không ạ? Và trong khi đó thì tám trang chẳng có gì để so kỳ, so bì được với với ngân cả. Chỉ có mỗi một cái cái, cái khác mà tám trang hơn hơn ngân thôi, đó chính là tuổi trẻ đúng không ạ? Trẻ đẹp, đấy hơn ngân mỗi cái chỗ đó thôi. Trên là còn thì ngoài ra là thua tất cả. Trên là trong cuộc chiến này thì rõ ràng là phần thắng nghiêng về phía ngân rồi bây giờ lại được bà mẹ chồng là bà dung ủng hộ nữa thì còn gì bằng nữa cho nên là trong câu chuyện này thì nếu trong cuộc tình tay ba này tám trang không bao giờ là đối thủ của ngân được Vâng thưa quý vị, hôm nay mình cũng nhận được một lá thư của anh Nguyễn Quốc Sáng nữa đến từ Hải Phòng, nhưng mình đã đọc lá thư trước của anh ấy rồi, cho nên là lá thư ngày 12 tháng 6 thì cũng xin thông báo với anh Nguyễn Quốc Sáng là em sẽ không đọc nữa, bởi vì cái nội dung trong lá thư uh, của ngày mùng 10 và ngày 12 thì nó uh, cái nội dung nó như nhau, cho nên là em sẽ không đọc lá thư thứ hai này cái la thư thứ hai này thì vẫn cơ bản là nói về cái sự xung uh, khắc hoặc là tương sinh trong cái vấn đề là xem tử vi giữa tám trang hùng và ngân và bé nhẫn thì rõ ràng trong cái câu chuyện này thì mình chỉ muốn nhắc tới là nếu mà nói về xem tử vi thì rõ ràng là hùng và ngân là sống với nhau không hợp nhau ở đây là uh, ngân là mệnh kim còn hùng là là mệnh mệnh uh, mệnh gì nhỉ mệnh hỏa à, hùng là mệnh mộc và hai cái mệnh này thì ngân sẽ khắc hùng và nếu như là cũng như ông thầy bói người trung quốc nói đó nếu mà ngân và hùng lấy nhau thì có thể hùng sẽ chết non đây là một điều mà ai cũng biết và cái ý của ánh sáng cũng nói nó là như vậy trong khi đó hùng và tám trang nếu lấy nhau thì hai cái mệnh này cực kỳ tốt với nhau bởi vì mệnh thủy của tám trang sẽ là cái dòng nước suối mát mẻ tưới mát cho cái cây cối của sinh viên hùng trong khi đó thì uh, ngân và đứa bé tức là hai mẹ con của ngân cũng xung khắc với nhau đấy theo mình biết thì là cái nội dung lá thư của anh nguyễn sáng nó là như vậy và mình chỉ tổng kết cái lá thư nó là như vậy thôi mình không đọc cái lá thư thứ hai này nữa tất nhiên trong câu chuyện mà bói toán này ạ thì mình cũng nói rồi chuyện bói toán là mình không tin nhưng mà mình tin vào tử vi tất nhiên đó là do ý của mình thôi còn thì có rất nhiều bạn cũng đưa ra ý kiến rằng không nên tin vào những cái chuyện bói toán tử vi này bởi vì những cái chuyện này nếu mà nói như vậy thì nếu mà cứ nói hai cái tuổi đó mà xung khắc nhau không thể lấy được nhau thì trên đời này thiếu gì những cái người khác cũng lấy như vậy lấy nhau như vậy mà họ vẫn sống hạnh phúc chẳng hạn như một bạn nào đó ở đây là không đưa ra tên tuổi đã bình luận như thế này à, em xin chào anh thuyết cùng hai cháu thân thương sau khi em nghe video này, em có vài dòng muốn nhắn gửi cùng với cộng đồng mạng và những người trong cuộc như sau: Đừng lên mê tín quá mà làm tổn thương đến những người trong cuộc. Không phải ai hợp tuổi rồi cũng sống một cuộc đời hạnh phúc như mình mong muốn đâu. Hạnh phúc là do cả hai cùng vun vén mà lên. Nếu mà mọi người cứ nói xem tuổi tác mà lấy nhau thì trên đời này không có người nào phải khổ đau hết. Vì uh, vì tình nếu họ tìm được một nửa yêu thương thì đến với nhau sẽ hạnh phúc hơn chứ không phải là hạnh phúc em thấy hoàn toàn không đúng ví dụ như vợ chồng em cũng vậy em tuổi hợi chồng em tuổi thân rất là xung khắc đó là mọi người uh, nói nhưng vợ chồng em vẫn sống hạnh phúc như thường quan trọng là cả hai có hiểu để nhường nhịn chia sẻ cuộc sống vui buồn hay không đó mới là điều hạnh phúc À, mọi người ở trong cuộc thì để cho họ xử lý thì tốt hơn chứ mọi người đừng nên áp đặt về vấn đề phong thủy và tử vi để rồi họ không đến được với nhau thì rất là tội nghiệp vài dòng em muốn nhắn gửi cho các anh chị em cộng đồng mạng mình nên để công việc diễn biến một cách tự nhiên thì hay hơn thôi em xin chào mọi người nhé Vâng Xin cảm ơn bạn rất nhiều vâng chúng ta nên đi theo cái hướng đó bởi vì sao bởi vì khi mà nói về tử vi về bói toán thì nếu cứ nói ví dụ như thầy đó tân và tám trang chẳng hạn thì hai tuổi đó nếu như theo tử vi mà xem chẳng hạn như lá thư của bạn thiên hoa trần nói chẳng hạn thì hai người này nếu lấy nhau thì sẽ đứt gánh giữa đường có nghĩa là vợ chồng sẽ bỏ nhau đúng không ạ cứ nếu mà cứ xem bói như vậy thì chắc chắn là thầy đó tân và tám trang không thể lấy được nhau rồi đúng không ạ thì nếu mà nói như vậy thì nó uh thì ở trên đời này có bao nhiêu người có bao nhiêu đôi mà hai cái tuổi đó có rất nhiều chứ đúng không ạ mà đâu phải rằng là họ cứ coi như ở cái tuổi đó là họ sẽ lấy nhau là sẽ coi như là là ấy đâu thực ra trong cái chuyện đi xem bói rồi tử vi này mình nhớ một cái câu nói rằng là uh, ví dụ như là uh, tuổi thân thì mặc tuổi thân sinh phải giờ dần thì vẫn làm quan chẳng hạn như trong cái chuyện tuổi là một chuyện nhưng cái giờ là người ta quan trọng nhất cái giờ sinh ạ Đấy. Thì ở đây thì bây giờ chúng ta bàn luận về vấn đề này nữa thì vấn đề này ạ thì nó sẽ rất khó cho những người trong cuộc. Mà theo mình nghĩ cũng giống như một bạn gì đó đây đã chia sẻ, cứ để cho câu chuyện nó nó tự nhiên nó trôi đi và để cho ý trời đúng không ạ? Chứ còn thì bây giờ chỉ vì cái chuyện mê tín như vậy mà coi như chia cách họ thì không được đúng không ạ? Chứ ở đây là mình cũng uh, không quan trọng gì cái chuyện này và muốn câu chuyện nó diễn biến theo cách tự nhiên, cũng giống như bạn Nga Phạm muốn rằng là thầy Giáo Tân hãy thử nghiệm với Tam Trang trong vòng vài, vài ba tháng và trong câu chuyện này mình sẽ có thể là sẽ ăn nói chuyện với thầy Giáo Tân và nói chuyện với Hùng để xem hai người có thể có tiếng nói chung với nhau được hay không khi họ có tiếng nói chung rồi thì lúc đó thì có thể thầy giáo tân nên một cái kế hoạch sẽ chẳng hạn như đưa nhà, gia đình nhà tám trang đi du lịch hay đi đâu đi đâu làm cái việc gì đó để tiếp cận với tám trang nhiều hơn à, không biết rằng sinh viên hùng có suy nghĩ gì về vấn đề này không bởi vì mình rất sợ cậu ta đã mấy lần ghen tuông rồi cho nên là mình ngại rằng là sợ hai người không có tiếng nói chung đó cho nên là ở đây là vấn đề này là chưa ai có thể dám nói trước được điều gì vâng thưa quý vị và các bạn trong cuộc đời này thì mình cũng muốn nói với quý khán thính giả như thế này có một cái nghịch lý mà ai cũng có thể nhìn thấy nhưng mà không thể nào là làm sao có thể công bằng được ở đây mình nói rằng cuộc đời này không có một cái gì gọi là có thể là công bằng hết trong câu chuyện tình này chẳng hạn mình rất muốn có một sự công bằng có nghĩa là sao đó tức là không thiên vị bất cứ một ai nhưng các bạn biết rằng đôi khi trong cuộc đời là không đơn giản như vậy Uh, chẳng hạn như ngày hôm qua bạn chát nguyễn nói rằng em đã xem rất nhiều những lời bình luận mà tại sao mà anh vẫn đọc lên bởi vì người ta đọc những cái lời bình luận nó rất là mang tính chất xác tương lặng mà tại sao anh không đọc của em thì, thì là em không đồng ý uh, đại khái là chát nguyễn ý nói là như vậy thì mình cũng phân tích cho chát nguyễn riêng có nghĩa là không có sự công bằng ở đây uh, tức là nếu em mà vẫn cứ mang cái, cái để nguyên lá thư thế thì anh sẽ không chia sẻ ý của mình muốn nói rằng uh, nó, nó rất là khó mình không dám phân tích hết trong cái vấn đề này bởi vì nếu mà mình muốn thật sự công bằng thì chính bản thân mình sẽ bị coi như là những người khác coi như là coi thường cái từ coi thường có thể là không đúng lắm bởi vì trước đây mình các bạn còn nhớ khi mình ủng hộ tám trang nhiệt liệt trong vấn đề là phản đối sinh viên hùng khi mà đi lên trên gia đình nhà bác thảo nguyên không ở lại chăm sóc tám trang lúc đó là mình phản đối hùng dữ dội luôn à, mà có đến 80% quý khán thính giả lúc ném đá mình chấp nhận hết bởi vì đó là cái tính mạng của tám trang cho nên là mình không sợ đúng không ạ thì hôm nay mình cũng đọc được một lời bình luận cũng là uh, nói về cái chuyện của tám trang thứ nhất là chẳng hạn lá thư của anh nguyễn quốc sáng rất thương cha, gia đình của tám trang và cả bản thân tám trang nữa và bây giờ mình đọc được một lời bình luận của bạn vân thị nở bạn ấy viết rằng uh, các bạn ơi phụ nữ đẹp phải kèm theo từ quyến rũ nếu phụ nữ đẹp lộng lẫy nhưng chỉ chơ chơ cuối cùng đàn ông cũng chẳng quan tâm đến nét quyến rũ của người phụ nữ đó mới là số đào hoa cộng với tính tình dịu dàng nhỏ nhẹ thì đàn ông sẽ đổ ao ào nên các bạn thắc mắc tại sao ngoài kia còn đầy những cô gái trẻ đẹp mà thanh niên chỉ toàn tập trung yêu bé tám trang bởi vì bé trang có đủ các yếu tố để đàn ông yêu vậy mà bà dung không thấy được viên ngọc quý nở trà đạp con người ta không thương tiếc hỏi ông bà lâm đau lòng thế nào mong bà dung lên học cách có cách nhìn người đừng can thiệp sâu chỉ mang đến điều bất hạnh cho con vì hùng rất yêu trang tình yêu không phải một sớm một chiều quên được nếu vậy bé trang không tìm đến cái chết hai lần hãy để gia đình bé trang có những ngày tháng bình yên còn lo no cho các con nhỏ ở quê nhà họ mới là những người rất đáng thương đừng tạo nghiệp nữa luật nhân quả không trừ một ai vâng xin cảm ơn bạn vân thị nở các bạn thấy không đã có lúc mình đã nói rằng nếu mà mình còn trẻ thì mình cũng yêu tám trang ở đây thì nói thật với các bạn nhé mình đọc được cả suy nghĩ của bác sĩ trần nữa bác sĩ trần chắc chắn rằng nếu mà bác sĩ trần còn trẻ thì chắc chắn cũng sẽ yêu tám trang mà thôi bởi vì mình không biết nói như thế nào cả bởi vì nếu những người thanh niên á mà đứng trước tám trang tự nhiên là bị một cái gì đó nó thu hút rất là quyến rũ, rất là rung động. Mặc dù tám trang là kiểu như là không phải là nhí nhảnh có nhiều vui vui vẻ quá đâu, rất bình thường. Nhưng tất cả những cái hành động của tám trang ấy, khiến những cái giới đàn ông bị thu hút rất mạnh. Chẳng hạn như cái nụ cười, chẳng hạn như cái tiếng tiếng nói của tám trang nó rất là nhẹ nhàng mà mình đã có lúc ví như cái tiếng của con chim họa mi hot đó vào buổi sáng mà các bạn biết rằng là buổi sáng sớm mà nghe tiếng chim họa mi hót thì cuộc đời cảm thấy nó tươi vui như thế nào rồi đó. Tức là dù các bạn đang có đau buồn như thế nào chăng nữa mà nghe tiếng chim họa mi hát hót vào buổi sáng thì các bạn chắc chắn cũng sẽ quên đi những cái nỗi buồn đó. Ấy, thì chính tám trang là có một cái uh, có cái sức thu hút thanh niên nó là như vậy. Chính vì vậy mà thầy giáo Tân mới mê mệt mặc dù biết rằng tám trang mang một căn bệnh tiền sử đúng không ạ? Mà tại sao Tuấn cũng bị mê mệt như vậy? Lý do nó là như vậy. Mặc dù ở đây ví dụ như Tám Trang và Hà Đông hai người có cái nét đẹp hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái nét đẹp của Tám Trang nó hoàn toàn khác với Hà Đông. Hà Đông thì đến ở cái độ tuổi chín và có một cái một cái cách nhìn cuộc sống nó nó hoàn thiện hơn. Còn Tám Trang thì nó ở một cái cách vô tư yêu đời, nó khác nhau hoàn toàn. Tất nhiên ở đây là trong con mắt của những người đàn ông thôi Còn thì những người như mẹ của sinh viên Hùng thì chẳng coi cái chuyện đó là cái gì đúng không ạ Sắc đẹp với mẹ của sinh viên Hùng cũng không là gì Bằng chứng là chỉ lấy Ngân thôi Mặc dù Ngân hơn bà Dung tận 5 tuổi mà hơn chồng bà Dung tận 8 tuổi cơ Vâng, trong phần cuối video này mình xin đọc một đọc hai lời bình luận rất ngắn Một bạn, một người tên là Vệ Hoan, Còn một chị tên là Jolichu ở bên Mỹ còn bạn bạn Vệ Hoàng chắc là đang ở Việt Nam Mình đoán nó là như vậy Thì ở đây thì bạn Vệ Hoàng nói về bác sĩ Trần Và được bạn chị Dô Chu đã đưa ra lời cổ vũ Bạn Vệ Hoàng nói rằng Tôi mà được là người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi trẻ trung Thì tôi xin chết mê chết mệt và sẽ nguyện hết cả cuộc đời Nâng khăn sửa túi cho bác sĩ Trần suốt đời <laughs> Sau đó thì coi như là chị Dô Chu cổ vũ Mà bạn Vệ Hoàng rằng đây là một bình luận và là một ước mơ đáng yêu và hài hước nhất. Tìm cách đến Canada và xông vào cuộc đi bạn. Cái gì hiếm quý thì phải giành giật chiến đấu bạn ạ. À. Ủng hộ bạn 100%. Ồ oh. Vâng, đây là một cái lời một cái lời đối thoại bình luận rất là hay, mặc dù chúng ta tất cả ai cũng xem được đúng không ạ? Và ở đây thì mình cũng đã khuyến khích nhiều bạn rồi. Ví dụ như bạn là Hoàng Thị Phượng, tức là bạn Minh Phượng mấy ngày nay là không thấy bạn ấy đâu rồi. Và hình như bạn ấy bỏ cuộc trong vấn đề với bác sĩ Trần rồi. À hoặc là với Đoàn Thị Điệp cũng vậy. Các bạn có vẻ như là bỏ cuộc bởi vì thấy bác sĩ Trần đang tập trung vào với uh, uh, Vào với gì nhà Phạm Hoa đúng không ạ? Ờ uh, mà bạn vệ hoàng thì nói rằng nếu mà bây giờ trẻ trung thì bạn ấy sẽ có nhìn lao đến coi nhìn làm sao đó để chiếm được trái tim của bác sĩ trần thì đúng là mẫu người của bác sĩ trần mẫu đàn ông đó thì rất là được nhiều người yêu đúng không ạ bác sĩ trần là một người con người sống giàu tình cảm này à, có trách nhiệm cao với tất cả mọi người ở chung quanh mình đấy đây là cái đáng quý nhất của người đàn ông và cái thứ ba là sống rất phóng khoáng đúng không ạ chứ không 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 lẻ tẻ ví dụ như ông ông đang kiếm trên chẳng hạn mời người ta đi ăn thì lại bắt người ta trả tiền một bữa ăn nó trả đáng giá mấy đồng cả nhưng bác sĩ trần thì hoàn toàn là một người khác hẳn như vậy đấy như ví dụ như quân bảo à, à, coi như là ông phải trả tôi 200 trăm ngàn bác sĩ trần coi như cho cả gấp 10 gấp 15 lần đó cái quan trọng ở đây là bác sĩ trần có tiền đúng không ạ nó hơn người ta ở chỗ là bác sĩ trần đã đã giỏi rồi nhưng cái vấn đề là bác ấy có tiền trong tay nữa cho nên là có tiền được giải quyết được rất được nhiều việc nhưng mà ở đây chị dô chu cổ vũ bạn vệ hoàng đó nếu mà có tình yêu đẹp như vậy thì nói thật bản thân mình cũng vậy bây giờ chẳng hạn như mình nói về kể chuyện về cái mối tình đầu ví dụ như bây giờ tự nhiên phát hiện ra người yêu của mình đang ở một chỗ nào đó mặc dù cách đây đã mấy chục năm rồi mình cũng sẽ tìm đến bằng được cái người đó mình yêu mà và bây giờ bạn vệ hoàng thế yêu bác sĩ trần như vậy mà tại sao không tìm đến đi phải chiến đấu như mà chị dô lịch chu nói đấy phải giành giật phải chiến đấu bằng được khác gì bác sĩ trần trước đây đã tuyên bố với sinh viên hùng kể cả cha con thì mình cũng phải chiến đấu bằng được tức là phải giành giật lấy cái trái tim của người phụ nữ mình yêu đấy trong cái đoạn đó mình vẫn nhớ câu nói của bác sĩ trần mà mình tin rằng là ví dụ như bây giờ bác sĩ trần và phạm hoa không thể đến được với nhau ấy thì chắc chắn bác sĩ trần sẽ không bỏ cuộc với ngân đâu đây là mình suy đoán và trong bác sĩ trần không nói ra nhưng mình đoán được bởi vì bác đã từng tuyên bố vậy vậy thì tại sao các bạn phải bỏ cuộc sớm thế người ta coi như là ngân uh, của hùng có con với nhau rồi bác sĩ trần vẫn coi như là tuyên bố như vậy cơ mà bởi vậy ví dụ như mình là bạn đoàn thị điệp chẳng hạn thì mình cũng tấn công dồn dập tới tấp Đấy, kể cả bác sĩ trần coi như là uh, có con với với phạm hoa rồi thì vấn đề đó đâu có ảnh hưởng gì đâu trên ở đây là tình yêu trong cuộc đời chúng ta chỉ có một thôi chúng ta chỉ có một một cơ hội thôi một lần thôi để có thể chiếm được trái tim của người mình yêu thôi vậy thì tại sao mà còn phải chần chừ gì nữa à, đến canada đi và coi như là làm để làm sao thực hiện cái ước mơ của mình đi phải chiến đấu chứ còn thì cứ ngồi đấy mà nói không thì bao giờ tình yêu mới đến được với mình đúng ạ vâng thưa quý vị và các bạn video của mình hôm nay xin chia sẻ và tạm dừng ở đây thôi mình xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn ở những video sau